Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Không biết ở đây các bạn nào thích mua đồ trên Shopee của các bạn. Mua đồ mới thì ai mà chả thích, mình còn thích nữa là. Nhưng mà đỗ nghèo khỉ thì lấy đâu ra tiền để mua nhiều đồ đấy các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình đang tìm ra được một tựa game ở trên Roblox có thể cho mình làm được điều đó các bạn. Mình có thể mua được rất là nhiều đồ. Không những thế, ship lại còn cực kỳ là nhanh nữa đấy. Và trước khi vào video thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì let's go. Ok, và trò chơi của chúng ta ngày hôm nay đó chính là máy tính của Jim. Sao lại là máy tính của Jim nhỉ? Trong này có mỗi cái máy tính không thì à, chắc là đặt hàng order trên máy tính các bạn ạ. Đặt hàng online trên máy tính. Ngày 1. Ủa? Đi đâu đây? Đây là nhà mình các bạn ạ. Ôi, cái cửa đâu? Cái cửa tàng hình các bạn ơi. Ôi, mai cửa. À đây, cửa đây các bạn. Lác tí rồi. Cái thùng hàng gì ở đây không? Hé, có cái thùng hàng ở đây. Mở cửa đi. Ủa, nhà mình tivi to thế. Tivi còn to hơn cả người mình các bạn ạ. Ui, thế này xem thì có mà cực kỳ là đã luôn đấy chứ. Cái bảng ghế để hơi gần tivi xem hơi bị đau mắt nha. Xôi, ngồi đây nha, vừa xem tivi vừa chiêu chiêu còn có hai quả loa này, nghe thì mắc cả ping luôn đấy chứ. Ấy, sao tự nhiên lại có hai cái tủ này mở ra đây. Mở ra đấy, không mở được tủ các bạn ạ. Tay mình đang cầm cái hộp từ từ nên mình phải tìm một chỗ để mình để đấy đó. Đây có cái bàn này, đặt lên đây. Đặt lên đây. Sao không đặt được cái hộp lên đây nhỉ? Hộp em làm gì ta? Đây là có một cái bàn. À! Nè, thì ra là cái hộp đấy nó chính là một bộ máy tính các bạn ạ. Thế nhà mình là mới mua máy tính à? Máy tính mới xem có gì không các bạn? Háo hức. Đấy. Đóng cửa vào. Đúng. Đâu rồi? Máy tính đâu? Đây. Sao? Windows quen thuộc lắm các bạn ạ. Có cái Windows này còn ghi chữ Roblox ở đây. Cái phần tin tức và có một cái phần shop, tức là mình có thể vào đây mình mua đồ, mua hàng online và một cái phần chat. Hé, lỗi à? Server hiện tại đang bảo trì. Chúng ta sẽ quay lại khi mà nó sẽ được sửa xong các bạn. Ôi giời ơi. Đi vào chat chít một tí. Ở nhà một mình buồn lắm. Cái gì đây? Một cái tin tức, một cái công trình nó đang được xây các bạn ạ. Cũng chả có gì đặc biệt các bạn. Ngày hôm nay gì đây? Chúng ta có thể mua đồ. Một cái súng cao su, một cái bay và một ít gọi là, đây là gì? Kẹo à? Ok nhé. Đặt hàng xong rồi. Rồi sao? Đặt hàng xong rồi thì bây giờ chúng ta ở đất nhà mình có mỗi một cái phòng ngủ với cả phòng khách thì không có chỗ nào bếp gọi là nấu nướng à? Ôi thì không có chỗ nào ăn thì khả năng là mình gọi là không thèm nấu ăn đấy, lười các bạn. Nên là bây giờ mình phải mua đồ trên mạng đấy, mình mua đồ ăn đi cậu. Gì đấy? Gì đấy? À đây là quả bóng chứ không phải là kẹo các bạn ạ. Cực kỳ là ngộ nghĩnh luôn chứ. Từ từ. Một cái hộp. Cái hộp này. Ê, cái gì đây? Tự nhiên xây chắn nhà rồi, xong rồi. Đồ ngu. Nhân xây chắn cái ngôi nhà luôn đấy chứ. Tôi cứ tưởng cái bay để làm gì, hóa ra là đập xuống đây là nó xây được các bạn ạ. Tôi mệt. Mệt, bắt đầu mệt. Mệt thì làm sao? Mệt thì đi ngủ chứ làm sao? Có cái súng cao su này. Súng cao su được có bán được không? À đây, bán được đây các bạn ạ. Toi. Rồi, mệt quá đi ngủ đi. Đi ngủ các bạn ơi. Bắt đầu mệt rồi đấy. Gì ấy? À đi ngủ à? Sáng rồi, dậy đi. Thế này đây là ngủ từ sáng đến tối luôn. Trời ơi, cực lười. Chúng ta đi đâu đây? Ngồi máy tính chăng? Không dùng được máy tính các bạn ạ. Sao tự nhiên bây giờ mình lại thành chơi góc nhìn thứ nhất ta? Alo? Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy nhá. Không vui nhá. Đây là từ game mua hàng, tự nhiên bắt tôi đi ngủ. Xong rồi tự nhiên là thức giữa đêm này. Hé, gì đây? Ủa luôn đấy chứ. Không có mở tủ đâu mà nhân vật tôi tự động mở tủ các bạn ạ. Cực kỳ là nổi da gà luôn đấy chứ. Đâu? 1, 2, 3. Ủa, dám ăn trong giờ văn. Không có luôn, không có gì. 1, 2. Ok, không có ai trong nhà mình các bạn ạ. Mình ở nhà mình nè, tôi đã cảm thấy an toàn. Chúng ta sẽ quay trở lại giường và đi ngủ tiếp các bạn. Ok, ngày 2 làm gì đây? Chúng ta lại quay lại chơi góc nhìn thứ 3 rồi các bạn. Âm thanh nhảy điêu thật sự rồi. Trước tiên là việc đầu tiên của chúng ta có thể trên máy tính. Có một cái phần chat đây hình như là bảo trì xong rồi các bạn ạ. Login Ro chat. Cái này là cái gì? Không có một ai nhắn tin cho mình ngoài một con robot. Ôi trời ơi. Đã FA rồi lại còn FA hơn. Cực kỳ là cô đơn chứ mình không thể soạn tin đâu. Không soạn tin được các bạn ạ. Nó bảo mình là cái gì đây? Chào mừng bạn đã quay trở lại với cái bốc chat này các bạn. Nhưng mà nhắn tin với con này thì để cái gì đâu. Rồi ơi. Không có một người bạn, không có người yêu luôn đấy chứ. Rồi, cực kỳ là FA, cô đơn quá. Ôi, đọc tin tức. Cái gì đấy, sao nhiều cảnh sát thế này các bạn. Ở đây nó ghi là có một cái sự việc đã xảy ra. Một tìm thấy xác của một người đàn ông ở cái ngôi nhà. Sao cái ngôi nhà nhìn giống nhà mình vậy. Ngày 15 tháng mấy đây?
thật đấy chứ. À quên quên, chúng ta xem Shopee ngày hôm nay của chúng ta có mặt hàng gì mới không? Nào mơ gì. Ui, chúng ta có thể mua được súng bắn sơn, một cái hamburger và một lon nước các bạn. Ngon. Các bạn có tin là bây giờ tôi mở cửa ra phát là tôi có đồ ship lên luôn không? Rồi, chuẩn luôn đấy chứ. Tôi đang thắc mắc ở nhà tôi cách xa thành phố này mà người ta ship nhanh thế nhở. 1 phút 30 giây đã có rồi. Cái gì đấy? À ừ, hamburger. Cái ăn đi. To được à? Ok. Cái món đồ tiếp theo là đều súng bắn sơn đây rồi. Và một cái bịch cola. Rồi, từ từ. Hé, cái gì đấy? Súng bắn sơn mà lại bắn ra mấy cái viên đạn này. À, bắn sơn được vào đây con ạ. Ôi, được. Chúng ta có thể sơn lên cái chỗ đường đi của chúng ta cho nó đẹp đẹp một tí đúng không? Để rồi. Trang trí một tí đi thì làm sao? Nó không sơn được vào đây à? Sơn được trong nhà không? Trong nhà không sơn được các bạn. Rồi tôi sẽ đi trang trí quanh đây. Ui, trang trí được, sơn được cả vào cây. Wow. Trời, tôi sẽ trang trí cái cây của tôi gọi là đầy đủ màu sắc luôn các bạn. Rainbow. Cây cầu vồng ấy. Các bạn thấy không? Đây là thú vui vô tri của những người cô đơn đấy các bạn ạ. Thanh niên FA cầm khẩu súng bắn sơn đi, sơn cái cây. Ôi, xong rồi sơn các thể loại con đà điểu. Nhưng mà ông này lại mệt rồi. Bắn súng một tí lại mệt rồi, béo quá, bảo sao hết ngủ rồi lại Ôi, sơn được cả cái cửa này. Đây rồi, sơn nốt cái cửa này xong đi ngủ nhá. Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi điện tử. Không nên làm đi, vô công rồi nghề. Lại lên giường ngủ vậy. Lại thức dậy giữa đêm. Ông lại bị mộng du hay sao nhở? Mở cửa đi. Không có ai. Sao cái có thói quen của cái ông nhân vật này cứ ảo ảo sao nhở? Đêm hôm không đi ngủ mà lại cứ đi ra kiểm tra cửa. Không có gì. Đêm thứ hai cực kỳ là yên bình luôn đó chứ. Chơi máy tính nhé. Không chơi được máy tính, đi ngủ vậy. Ngày 3. Sao cái game này nó váng đầu thế. Tiếp theo là gì đây? Vâng, và việc đầu tiên khi mà chúng ta thức dậy buổi sáng, chúng ta sẽ không đánh răng rửa mặt mồm cực thối nhưng mà lại ngồi chơi máy tính luôn. Hôm nay lại không có ai nhắn tin cho mình à? Buồn đấy. Con robot hôm nay nó còn khinh mình, nó không thể nhắn tin cho mình. Cái bài báo này nó ghi là hàng loạt vụ mất tích ở trong cái thành phố Robloxia này. Và cảnh sát không tìm ra được manh mối nào và bắt đầu từ con số 0. Cái vụ việc này nó xảy ra liên tiếp vài ngày gần đây. Mất tích, mất tiểng à. Nhưng mà mình ở cái khu khỉ ho có gáy này thì ai thèm bắt cóc mình hả các bạn? Nên là chẳng có gì phải đáng sợ cả. Đấy, chúng ta không có tin nhắn thì chúng ta lại phải đi mua đâu. Chúng ta sẽ đặt một cái hot dog. Một cái lò xo để làm gì? Không biết để làm gì luôn nhưng mà cứ mua vậy. Một thanh kiếm gỗ. Sao không mua kiếm thật mà lại đi kiếm gỗ nhỉ? Cái bộ cứu thương mà một cái máy là máy gì ta? Mình không biết nữa. Rồi đi ra nhận hàng đi các bạn. Kiểu gì bây giờ anh shipper mình vừa đặt cái anh shipper ship đến luôn mà. Đây rồi, đấy không? Tự nhiên mình quên mất. Lúc đầu là mình chỉ đặt 3 cái nhưng mà bây giờ mình đặt 5 cái các bạn ạ. Rồi lấy từng cái đi. Ok nha. Lấy đi. Rơi hết hàng rồi. Một cái taco. Một cái hộp gì đây? Hộp này là để làm gì? Cuộn trọng lực. À ui, cái lò xo này có thể cho mình nhảy siêu cao luôn các bạn ạ. Được đấy. Nhảy lên mái nhà nào. Bay lên ngàn thì sao. Ui, lên được mái nhà luôn các bạn ạ. Sai. Chui ống cống. Đấy, sai. Ơ nhưng mà ống cống nó không thông đi đâu à? Ờ được đấy. Hay đấy. Rồi, món hàng tiếp theo là gì? Một cái kiếm gỗ. Một cái gì đấy? Định vị địa lý. Tại sao mình cần phải có định vị địa lý? Why? Mình cần đi đâu đây? Nó chỉ mình đi đâu các bạn? Đâu? Đi đâu nữa? À đi thẳng à? Đi thẳng tiếp. Cứ đi thẳng thôi. Mà đi đâu thì không biết. Cứ đi thẳng mãi vậy. Đi đâu đây? Ê, sắp xuống vực rồi nha. Ê, alo. Ê, nó không cho mình đi tiếp các bạn ạ. Mình cứ tưởng là rơi xuống vực thì đi gặp Đạt Villa luôn đấy chứ. Nó lại kêu mệt rồi các bạn ạ. Bây giờ vừa đi mua đồ được một tí lại kêu mệt. Đồ ăn hại. Mình sẽ dùng cái này để mình về nhà rồi nhanh hơn các bạn. Ca tưng. Và ca tưng. Ok, về đến nhà rồi. Hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại trận tử. Không biết cái cuộc sống của cái thằng này nó làm cái gì các bạn.
Buổi sáng nha, buổi đêm mình lại mở được tủ mà buổi sáng lại không mở được tủ. Tôi muốn gì đây? Máy tính bây giờ vẫn chưa có gì đặc biệt các bạn ạ. Thôi đi ngủ vậy. Sao cứ ngủ từ sáng đến tối, xong rồi tối thì tự nhiên dậy mộng du. Xong rồi đi kiểm tra không có gì lại đi ngủ tiếp. Game này thì cực nhàn thế chứ. Tôi bắt đầu tôi đi kiểm tra nhưng mà bây giờ đây là đêm thứ 3. Lúc nào cũng phải phòng thân các bạn. Nhớ đâu nó dọa mình cái là mình có biết. Thên. Hello. Không có ai các bạn. Ok, an toàn. Ê, không có giỡn nha ní. Không đùa nha ní. Không có bật tivi đâu mà tự nhiên tivi bật vậy. Chắc là nó lỗi các bạn rút dây điện ra. Ê, tôi còn chưa thèm sờ vào đâu nhá. Tự nhiên mở lên là sao. Ê, có mở cửa ra ngoài không các bạn? Đêm hôm không mở cửa đi được ra ngoài. Nhân định. Ê, đừng đùa vậy mày ní. Em ở nhà một mình mà cứ hoang vu hẻo lánh này. Tự nhiên tivi bật, máy tính lại bắt đầu bật theo đó. Thôi rồi ôi. Có được dùng máy tính không? Dùng máy tính vậy. Có phần chat này các bạn ơi. Ai nhắn tin đây? Có một người lạ mặt nhắn tin các bạn. Không để tên luôn. Nó ghi là gì đấy? Nó ghi cái gì á? Tự nhiên nó... Tôi chưa đi ngủ mà. Tôi chưa lên giường. Tôi ngủ gật. Tôi ngủ gật ở trên bàn máy tính luôn. What the hell? Là sao? Nó bảo cái gì? Tự nhiên nó nhắn tin cho mình một cái dòng chữ. Chờ tí hay là đợi đấy thì... Là sao nhỉ? Nó bảo mình chờ hay là nó bảo mình chuẩn bị đâu. Chuẩn bị cái gì? Ai biết cái gì? Lên kiểm tra. Chuẩn bị đi nhưng mà tên tuổi không có, màn hình đen. Sao phải bảo tao chuẩn bị cái gì? Tao là ông chuẩn bị một cái tâm hồn gọi là thánh thiện. Dự án xây thành phố cái gì đây mình cũng chẳng quan tâm nói chung là. Ok, nó không liên quan gì đến cái vụ mất tích nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mua một chút nước và một chút gọi là đồ ăn nhẹ. Cộng với cả là đồ y tế, ship siêu nhanh, đây rồi. Lấy đồ đây, quái lạ nhở. Hôm nay là gì? Là gì đây? Đây là cái đồ y tế, mình không thể dùng được luôn, mình có bị thương đâu mà dùng. Hôm nay là gì đây? Hộp gì đây? Một hộp nữa. Mở đấy. Quái lạ. Mình mua ở đây. Mình phải đặt vào đây. Đây có chút đồ ăn này, có chút nước này. Cuối cùng nhà mình cũng có đồ ăn với nước rồi các bạn. Bếp chả có. Trực thăng. Trực thăng à? Đâu? Bé giờ chưa nhìn thấy trực thăng bao giờ. What? Đâu? Đây. Anh ơi. Anh cho em theo với. Nhưng mà đừng đưa em sang biên giới nha. Máy bay đi luôn các bạn. Thế cuối cùng là sao? Ngày hôm nay trôi qua như vậy thôi à? Hôm nay nhân vật của mình nó không kêu mệt nữa các bạn. Mình đã mua đủ đồ rồi các bạn. Tin tức thì nó vẫn vậy. Thế cuối cùng là không đi ngủ luôn. Chúng ta cần phải làm gì? Mở tủ chăng? Lại tôi mệt rồi. Sao ui? Tôi mệt thì đi ngủ. Để xem đêm nay có chuyện gì xảy ra các bạn. Đêm hôm qua là nó tự bật máy tính và tự bật tivi là tôi... Hé, có ai đó trong nhà tôi? Là ai? Đó là... Sao lại ai đó trong nhà tôi nhỉ? Thằng nào trong nhà mình ấy? Tiếng chân của ai đấy? À, tiếng chân của mình các bạn. Sợ quá, hóa dở hơi thế nào. Thằng hồn đã thần tính đấy các bạn. Thằng gì có ai đó trong nhà? Nếu mà nghi ngờ có ai đó trong nhà thì chúng ta phải đi kiểm tra. Kiểm tra luôn đi, trước hết là mở tủ ra đã. Không có ai. À, ok nha. Nào bây giờ tôi mở tủ mà lại mở tivi ra nữa thì tôi là tôi sắp chuẩn bị là bĩnh ra quần luôn này. Không có ai. Không có ai. Ok. Làm gì có ai trong nhà, cứ thần hồn nát thần tính. Có ai đâu. Tiếng gì nhỉ? Tiếng gì nhỉ? Thảo cậy cửa ấy. Hello. Ui. Có tiếng gì ấy các bạn ạ? Máy tính nhà mình không sử dụng được. Biết thế mình phải mua thêm một ít gọi là mấy cái camera. Ngày năm luôn. Chưa lên giờ ngủ cho nên này. Năm ngủ rồi chết xa nà. Holy. Sao thế nhỉ? Ngày năm ngủ một phát đến chiều luôn các bạn. Trời ơi, trời hôm nay tự nhiên là thành màu cam.
Hiện tượng lạ. Tuy nhiên trời hôm nay thời tiết thì làm sao nhỉ? Hôm nay nó không được trong xanh như mọi ngày các bạn. Nó cứ màu cam cam này. Mà người ta nói là màu cam cam là như kiểu có một cái điểm gì đấy đến các bạn. Điểm gì mà mình không biết. Kiểm tra máy tính đi các bạn. Không một ai nhắn tin. Ok, tin nhắn nó bảo là cứ chuẩn bị đi. Nhưng mà chả biết chuẩn bị cái gì. Món đồ tiếp theo là mình mua một ít ván gỗ và một cái búa. Và đây là cái gì đây? Tin tức ngày hôm nay. Tin tức ngày hôm nay là có như là đây là một cái tin gọi là về chính trị các bạn. Về quân đội, quân biển các thứ. Ông ấy đầu tư cái gì mình cũng không biết. Nói chung là mình cứ mua đồ đi. Ngày của mình lặp đi lặp lại là cứ mở máy tính lên mua đồ. Sau đó là đóng ván à? Đóng ván đây à? Ô kìa, sao mình lại đóng ván? Alo, mình đứng ở ngoài đóng nhưng mà nó lại đóng ở trong. Kiểu gì? Thì gọi là hôm qua là mình nghe thấy tiếng động lạ. Nên là hôm nay mình sợ quá, mình phải đóng ván ngay. Không có thằng nó đột nhập vào nhà mình các bạn. Ok, đóng ván xong rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Mình mua thêm cái gì, có một cái búa này. Với cái ván với cả một cái gì đen đen các bạn. Đây cái hộp đâu. Đen đen này để làm gì? Nó là một cái chặn à? Cái đen này để làm gì ta? Mình không biết cái này là cái gì luôn đấy chứ. Hay là một cái viên đá hộ mệnh? Gì vậy? Không biết để làm gì luôn. Lại mệt à? Rồi mình đóng cái ván gỗ này có lẽ là mình yên tâm hơn rồi. Yên tâm rồi nhưng mà sao lại cứ dậy vào ban đêm thế? Sao máy tính lại mở lên nhỉ? Tôi lại thấy có một cái dòng tin nhắn kìa các bạn ơi. Nhắn gì đây? Là một tin nhắn từ một cái thằng da đen. Cái gì đây? Yên lặng. Ơ cái gì đây? Nó bảo là yên lặng và làm sao? What the hell, nó bảo là im lặng và cúi người xuống à hay sao? Mình chưa kịp đọc luôn đấy chứ. Không có. Đúng rồi, không có ai đâu. Bật TV là cho đỡ sợ vậy. Lúc cần bật thì không bật, chứ lúc không cần bật thì tự nhiên nó mở. Đồng ván gỗ mà chắc là không sao đâu ha. Chắc không có ai đâu. Lừa. Không ai. Thế lừa à? Ngoài không có gì. Cái gì kêu ấy? Ô, cảnh báo gì đấy? Sắp mất điện à? Hệ thống điện chuẩn bị là bị sập các bạn ơi. Ê, tôi xong rồi. Tiếng gì đấy? Mình nghe cái nhổ của thằng nào đập vào cửa nhà mình ấy nhưng mà. Ơ, à đây là khẩu súng các bạn ạ. À, cái hộp đen đen là khẩu súng. Thằng nào bước vào đây? Ra vào đây. Có súng đây nè. Ui các bạn ơi, tay mình run nhóc nhóc kìa các bạn ơi. Sợ quá, tay run. Ui, thở dốc rồi các bạn ơi. Cầm súng lên. Ê, cái gì đây? What the hell? Ủa alo. Tự nhiên kết thúc xong thì à, thank you for playing. Ui rồi ôi, đây là kết của game. Mình cứ tưởng là bị lỗi game các bạn ạ. Thì cuối cùng là sao? Tức là mình cứ ở một cái khu khỉ ho cò gáy, xong rồi đặt hàng online, xong rồi là cảm tưởng như là có người đang theo dõi mình, gọi là bị ảo giác các bạn, như là bị mộng du ảo giác, xong rồi là cầm súng xong rồi là tự dưa vào cổ, xong rồi tự hủy luôn. Tôi chơi cái gì vậy các bạn ơi? Vậy các bạn có hiểu cái tựa game này nó là cái gì không thì hãy bình luận ở phía bên dưới nhá. Và các bạn muốn mình chơi game gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới luôn. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và bấm đăng ký kênh. Và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nhá. Còn bây giờ thì chắc là mình phải đi uống thuốc an thần hay là một cái thuốc gì đấy để gọi là cho đầu óc thư thả đấy các bạn ạ. Chơi game này tôi bị váng đầu quá, tôi không hiểu cái cốt truyện của này là cái gì. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, peace.